Các bạn đây học viên tôi đang thi thử máy tính đây. Từ từ tôi hướng dẫn nha, xe mô tô, xe khách, xe con vậy. Đọc kỹ trước khi sử dụng nha. Rồi đáp án nào đúng? Từ từ đó, con coi. Ok chưa? Rồi 2, 4, 6 câu. Trời ơi, quá 19 câu ấy. Trong thi nó không cho xem đề thi nha. Rồi tiếp tục nha. Câu 15 nè. Hả? Chỗ xe đó. Rồi tiếp nè. Biển nào xe xích lô được phép đi vào? Cái này nó cấm xích lô thì đáp án nào? Đáp án 1, 2. Đáp án 4 đúng không? Đúng rồi, em chọn 4 rồi kỳ vậy. Đáp án 4, hồi nãy em bấm câu mấy ta? Câu 15. Hồi nãy em bấm số 3. Em đọc lộn. Hồi nãy em bấm số 3 đúng không? Bấm lộn. Nhớ nha. Bấm đúng nha. Rồi câu 18 nè. Rồi. Dưới đây xe gắn máy được phép đi vào. Nó chỉ là cấm mô tô thôi nha. Nên là sao? Cả ba biển đúng không? Hiểu không? Đáp án nào? 3. À đáp án 3, nhớ nha, câu 18 đáp án 3 nha. Ok chưa? Okay. Cái này chụp lại không? Hỏi đúng không? Câu 20 nè. Xe nào quyền đi trước? Cái thằng này nó gần nhất mà nó quẹo phải, nó đi trước. Thằng này quẹo trái, nó xa là ở đi sau, nên là mô tô đi trước. Đáp án nào? Đáp án nào có mô tô? Xe này đi trước hả? Xe này đi trước, thằng này gần nhất, thấy mũi tên nó quẹo gần nhất không? Nó đi trước. Xe này xe con. Đúng rồi. Sao tự em nói xe này không mô tô không? Xe này mô tô, này xe con, nhớ chưa? Phải xác định rõ nha. Câu này hiểu chưa? Rồi tiếp câu 22 nè. Rồi nó hỏi nè, xe gắn máy được phép đi vào. Xe gắn máy đúng không? Nó đâu có hỏi xe mô tô gắn máy nè. Vậy này cấm mô tô thôi. Nên là nó đi cả ba hướng đúng không? Đáp án 1 đúng không? Nhớ đáp án 1 nha. Rồi câu 24 nè. Vi phạm đúng không? Bây giờ em xét xe con trước. Cái đèn này đèn gì? Đèn xanh ha, qua phải. Nó vẽ mũi tên là nó đi đúng không? Xe con đèn xanh nó đi quẹo phải đi đúng không? Đúng đúng không? Nó hỏi vi phạm xe con đi đúng, bỏ xe con. Vậy câu 2, câu 3. Xe con đi đúng mà, xe con đèn xanh nó quẹo đi đúng mà, nó hỏi vi phạm mà đúng không? Nó đâu hỏi chấp hành đúng đâu. Vi phạm, bây giờ xe con đi đúng, bỏ xe con này. Bỏ xe con, vậy đáp án 3 đúng, hiểu không? Hiểu chưa? Có cần chụp lại không? Xe tải nè, nó đi thẳng, nó vẽ đèn đỏ mà cái này nó vòng qua trái là sai ha. Là đèn đỏ dừng, nó không phải mũi tên là dừng, mà nó phải mũi tên là sai, nên là xe tải sai, hiểu không? Hiểu. Xe tải ha. Câu này hiểu đúng không? Có cần giải thích không? Được rồi, được rồi. Câu 25 nè. Thứ tự cái xe đi đúng quy tắc, cái biển này là giao với đường gì? Biển này tên gọi là giao với đường gì? Giao nhau với đường gì? Không ưu tiên. Còn biển này là giao nhau với gì? Đường ưu tiên. À thì nó phải nhường đường đúng không? Thằng này mặt trước mặt sau nè, là thằng này phải nhường, thằng này phải nhường, thằng này là được đi, được đi. Vậy thằng nào được đi? Đáp án nào? Đáp án nào? 2. Sao đáp án 2? Đáp án 4 sai. Đáp án nào? Bây giờ chốt đáp án đi, chốt một đáp án đi. Đáp án nào? 3 sai. Sai luôn hả? Sao đáp án sai, hai sai. Bây giờ chốt một đáp án thôi, đáp án nào đúng? Bây giờ chốt đi, đáp án nào đúng? Giao nhau với không ưu tiên thì nó được đi, giao nhau không ưu tiên là đường bự được đi. Mô tô xe tải nè, mặt trước, mặt sau của nó nè. Mặt trước nó vậy đúng không? Mặt sau nó vậy, mặt trước nó màu vàng, mặt sau nó vậy. Vậy bây giờ xe tải với mô tô đang đi trên đường ưu tiên. Vậy thằng nào được đi? Xe tải. Đáp án nào? Này mà, đúng 2 mà. Rồi đáp án 2 đúng nha. Nhớ nha. Em nói đúng không? 2 anh nói sai. Thì tao kêu chốt mà. Chốt đáp án 2, ok chưa? Rồi, xong nha.